Hello, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của kênh Chăn nuôi Ba Tri. Thì em là Út, hôm nay em có đến đây xã Mỹ Chánh của huyện Ba Tri đến đây để ghi hình đang bán một cái đôi bò cái Pháp Tơ chữa đang mang thai. Mỗi một con là con bên đây là 7 tháng. Còn con bên kia là... Ủa, con nào 7 tháng vậy anh? Hai con 7 tháng hết. Con 7 tháng, còn 5 tháng. Con bên đây 5 tháng. À, con này là 7 tháng của chú anh chị và các bạn. Thì cái con bên đây là đang mang thai 5 tháng. Thì hai con bò ở đây thì bây giờ em sẽ báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn, và kèm theo những cái hình ảnh cận cảnh để cô chú anh chị và các bạn có thể chúng ta ước lượng ra ngoài bức tường hoặc là cột thông qua cái chiều cao em đo trực tiếp ở đây. Và những cái thông tin cụ thể thì em sẽ cập nhật ngay và liền cho quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể nắm bắt được, và chúng ta có thể quyết định ha, xem là mình có nên mua hay không. Rồi mình liên hệ trực tiếp với em, cái số điện thoại em để trong hình. Đây thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn. Qua đây nè em trai. Ha. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn thì đây là hình ảnh của một con bò kem Pháp Tơ hiện đang mang thai lứa đầu, mang thai kem Pháp, mang thai 5 tháng, bao chữa, bao khám. Ha, sau khi mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua về, chúng ta sẽ nhờ bác sĩ thú y gần nhà sau 3 ngày. Nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và báo cho em biết là con bò này có thai hay là không. Nếu như mà có thai thì quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta hãy gọi ngay cho em để báo cho em biết là nếu có thai thì mình vui vẻ ha, mua bán. Còn nếu như mà không có thai thì cô chú anh chị và các bạn cứ yên tâm, em sẽ trở lại và nhờ bác tài thu bò lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn. Đây, kế bên đây là cũng là một con bò kem Pháp ha, cũng là một con bò kem Pháp. Cái chiều cao dao động của nó em ước lượng là nó ngang cái khu này là khoảng 1m3 ha. Và hai bò này sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Nói về bò lai thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta khỏi phải sợ là con bò này như thế nào về sái tích ha. Bò lai thì nó đóng sái nhiều lắm cô chú anh chị và các bạn nè. Ví dụ như là bây giờ chúng ta nhìn kỹ nó là cái dốc dáng là ok là được. Còn tình trạng về chân móng thì bây giờ mời cái bạn Caramel này quay kỹ về cái phần chân móng để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Đó, mình nhìn chân móng nè, rất là ok đúng không? Chân móng bên kia. Đó. Còn bây giờ dậu rúng của nó thì cũng khá là ok. Đây bà con cô bác anh chị chúng ta coi dàn dậu nè. Đó, dàn dậu rồi dàn rúng nè. Đó, hai con nè. Dậu rúng rất là ok ha, cấp mình thì khỏi chê rồi. Đó là tổng thể những cái hình ảnh về hai con bò này. Và cô chú anh chị và các bạn có thể mình ước lượng ra bức tường hoặc là cái cột về chiều cao. Đó, hồi nãy em sử dụng cái thước đây nè, và em đo thử chiều cao của nó để cho quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhắm xem. Mình coi mình mua được thì mình cứ liên hệ với em. Đó, ở đây thì chắc có lẽ là có nhiều cô chú anh chị và các bạn chúng ta chưa từng nuôi bò và đang có ý định nuôi bò, muốn tham khảo qua cái video của em để cập nhật coi những hình ảnh. Mình nhìn thứ nhất, mình muốn lựa chọn con bò mình nên nhìn cái gì? Chiều dài, chiều rộng, cũng như là dậu rúng. Né đi bạn trai không có được xuất hiện trong video, nó bị tắt kiếm tiền của anh ha. Rồi kế bên đây là mình sẽ coi về cái dàn dậu rúng này, chân móng này ha, mình coi nó có hoàn thiện hay không. Rồi mà trước khi mà em giao bò đến cho cô chú anh chị của bạn thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán nha. Đó là một hình thức giao dịch, một hình thức mua bán công khai minh bạch. Và khỏi sợ cô chú anh chị các bạn, mình đôi khi mình mua một món hàng nào đó trên mạng thì mình cũng phải sợ, mình lo là không biết mình có bị người ta gạt không, không biết mình có bị người ta lừa hay không, đó mình có mua lầm hay không. Thì đến với cái kênh mua bán của em thì cô chú anh chị các bạn chúng ta cũng yên tâm về vấn đề này ha. Mình coi nè, những cái hình ảnh phải gọi là cận cảnh, kèm theo những cái kích thước và những cái thông tin của em, bà con có thể coi trực tiếp những hình ảnh chân móng, dậu rúng. Đó, rồi cập nhật những cái thông tin như là con bò này hiện đang mang thai hay là chưa, rồi con bò này khoảng bao nhiêu tháng tuổi, rồi con bò này chiều cao này, chúng chị các bạn có thể thấy trực tiếp chiều cao của con bò so với em, là em đoán là con bò này chiều cao nó tầm khoảng từ 1m3 trên 1m3 ha. Rồi những cái thông tin cập nhật là tình trạng của nó như thế nào. Đó, thì cô chú anh chị các bạn cứ yên tâm, bên em bán thì sẽ có bảo hành, là khi mà giao đến bảo hành như thế nào, bảo hành là 3 ngày sau nếu như mà con bò mang thai,
thì quý cô chú anh chị và các bạn nhờ bác sĩ thú y thăm khám và thông báo cho em biết nếu như mà có thai thì vui vẻ mua bán, giới thiệu cho những người xung quanh, những người anh chị em trong gia đình ha, mua bán với cái kênh của em. Ở trên đây có một cái kênh mua bán bò gì đó, ABCD gì đó, thì cô chú anh chị và bạn thấy thương tình thì mua ủng hộ em. Còn cô chú anh chị và bạn nào mà nếu như mà không có thai, mà trong cái video em đã cập nhật là em nói là em bao chữa, thì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn. Đó là những cái thông tin muốn cập nhật cho bà con, cô bác, anh chị chúng ta những cái thông tin này, để chúng ta khỏi sợ mua mua bò trên mạng. Trước giờ mình nghe nói bán hàng online, chứ trước giờ mình chưa nghe nói là mình mua con bò online như thế nào. Đó, đây là những hình thức giao dịch mới để bà con cô bác đỡ đi một cái thời gian mà chúng ta vận chuyển từ tỉnh này, chúng ta di chuyển từ tỉnh này tới cái tỉnh kia để chúng ta kiểm tra, hoặc là chúng ta mua con bò, lựa chọn con bò ha. Đây là chiều cao của nó. Chiều cao em ước lượng tại cái chỗ cao nhất trên cơ thể con bò, ví dụ như là phía sau khu đi. Đây, chiều cao tại phía sau khu của con bò nè, mình cũng đo giống như em ha. Mình đo ra bức tường hoặc là cái cột. Con bò nó em nói nãy con bò này chiều cao 1m38 đúng không? Mình lại đây cái mình gạch ngang cái. Ví dụ nha. Ví dụ cho bà con cô bác anh chị chúng ta dễ đi. Khó qua. Ví dụ đi ha. 1m38 nè. Em mới đo con bò ước lượng là khoảng 1m38 đúng không? Đây, 1m38 tới đây. Mình gạch ngang. Đó. Cô chú anh chị các bạn, đó mình gạch ngang đó. Cái đầu mình đi ra xa mình nhìn vô cái mí gạch đó mình coi coi. Chiều cao nó cỡ đó đó. Rồi bà con cô bác anh chị chúng ta thấy không? Bò này, con bò phía trong chiều cao 1m38, cập nhật lại thông tin luôn. Đang mang thai 5 tháng, pháp kem. Đó, bao chữa 5 tháng nha, bao khám. Đó, khi mà giao đến thì được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Giá 30 triệu. Con này chiều cao 1m34. 34, mang thai 7 tháng. Mang thai pháp kem. Con này là bao chữa bao khám 7 tháng. Chưa đẻ lứa nào, đang mang thai lứa đầu. Có giá là 30 triệu. Hai con bò này bà con cô bác anh chị nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại em để trung hình. Hồi nãy đến giờ thì em cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin và báo giá cụ thể cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Ở đây thì ai cảm thấy ưng muốn mua đôi bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đăng cái máy cao lên chút. Muốn mua thì liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trung hình. Để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một con bò pháp kem bông. Đó. Ở đây có một con pháp kem bông nè, của chú anh chị và các bạn nè. Đó, có một con pháp kem bông này. Con này khoảng 6 tháng tuổi, chân móng sò, cùm thì đứng thẳng. Đây, hoa bự ha. Bông nè, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Con này bông bông bụng nè ha. Gề bông bông đuôi nè ha. Gề bông lưng nè ha. Đó, của chú anh chị các bạn thấy không? Nè, dậu rúng nè, chân móng nè. Mình thấy cái dàn dậu lệch phạt không? Con này em xin báo giá trực tiếp với quý cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Con này có giá là 15 triệu ha. Con này đang có giá là 15 triệu nha. Chân móng rúng yếm nè. Đó, bà con cô bác anh chị chúng ta thấy ha. Cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trong hình. Con bò này sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, chân móng sò rúng yếm nè, sái tích nè. Đây, bà con cô bác anh chị em nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em cái số điện thoại em để trên màn hình. Đó, thấy không? Có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em cái số điện thoại em để trên hình nha. Đây, sái tích. Thả đòn dài ghê không? Con này 15 triệu, cô chú anh chị các bạn nào thì cứ liên hệ với em để chúng ta có thể chốt con bò này về nuôi phát triển kinh tế nha. Mình coi vàng dậu yếm rất là ok luôn ha. Đó, mặt mày khỏi chê, sái tích nghiêm chỉnh luôn. Đây, vàng đầu nè, vàng lưng nè, sái tích nè, thả đòn dài đã ghê không. Đấy, cô chú anh chị các bạn nào cảm thấy muốn mua thì liên hệ với em để chúng ta có thể chốt được những bò đây mua về để nuôi phát triển kinh tế ha. Bò này thì chiều cao dao động của nó khoảng 1m15 bò. Con này á là 6 tháng tuổi. Bò này thì mình con này này thuộc về cái dòng kem Pháp. Bà con cô bác chúng ta về chúng ta nuôi khoảng tầm từ 8 cho tới 10 tháng sau thì bắt đầu là nó lên giống phối giống nó ha.
chân móng ở đây là hoàn thiện nha. Chân móng sò cầm thì đứng thẳng. Bà con cô bác anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra con bò trước khi thanh toán. Nó sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán luôn ha. Dẫn tới thì cô chú anh chị và các bạn à, dẫn con bò đi tới đi lui à, kiểm tra coi con bò đi đứng như thế nào, có hoàn thiện hay không, rồi mặt mày hình ảnh coi có giống trong video hay không, rồi mình mới thanh toán cho bác tài đi về. Một phần nữa là cái giá này là giá tại chỗ, là giá chốt à, không còn thương lượng nha cô chú chị và các bạn. Này thì em đến đây để em ghi hình đang bán giùm cho bà con. Đây bò này 4 cái vú nha à, thì cái giá thì em đã thương lượng với chủ nhà rồi và đưa ra một cái mức giá hợp lệ cho bà con cô bác anh chị chúng ta có thể lựa chọn bò để về chúng ta mua nuôi phát triển kinh tế nha. Đâu, cái con bò này thì báo giá lại thì chính chịu bạn, con này có giá 15 triệu. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần nó và đo thử chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta quyết định ra mình có nên mua hay không. Nếu mà cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ với em để chúng ta có thể chốt con bò này về nuôi phát triển kinh tế nè. Này chiều cao khoảng 1m15 bò đó, tại phía sau khu của nó nha, khoảng 1m15 bò. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn video kế tiếp.